Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương dấu, ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Tony xin chào bạn Thu Minh nha. Dạ vâng, chào anh Thu Ly. Rồi, xin bạn Thu Minh vui lòng cho Tony biết tên và xin bạn gửi một lời chào đến mọi người đang xem chương trình. Dạ vâng, anh Tony gọi em là Giáng Son nha, em tên là Son, Thu Minh là tên hồ sơ của em thôi. Em xin phép gửi lời chào tới tất cả mọi người đang xem livestream này nhé. Rồi, bây giờ Tony là người miền Nam cho nên chắc gọi là Giáng Son được ha, Giáng Son đi. Dạ Son ạ. Rồi, bây giờ bạn Giáng Son có thể cho mọi người biết sơ về cái lý lịch bản thân của mình. Dạ, em 28 tuổi, em đến từ thành phố Thái Bình. Em người con gái miền Bắc nên là nói chuyện không được dễ thương như các chị miền Nam. Em là người theo đạo Thiên Chúa. Không, cái giọng nói cũng rất là dễ thương chứ. cho nên mình mình phải tự tin về cái giọng nói vùng miền đặc trưng của mình. Mỗi miền á, dạ, thì tôi nghĩ á, họ đều có cái nét đặc trưng, cái giọng nói, dạ, cái màu sắc. Ví dụ như cái gì nó đặc trưng và tôi đi nghĩ thì mình là người dân ở cái miền đó, mình nên tự tin, tự hào về cái nét đặc trưng đó của mình. Vâng, nhưng mà nghe mọi người nói thì em thấy nó dễ thương quá, nhưng mà ở Bắc thì nó hơi thô một chút. Rồi bây giờ mà bạn Giáng Son cho tôi đi biết là tính cách của bạn như thế nào? Ví dụ như những cái người mà bạn bè nói về mình như thế nào? Vâng. Em thì là một người hòa đồng, thân thiện. Tất cả mọi người, bạn bè xung quanh em đều hay nói là lo ít cho người khác thôi, quan tâm đến bản thân mình một chút. Vì em hay thương người lắm, em luôn lo cho mọi người. Nên là ít hay để ý đến mình. Là bây giờ là Giáng Son đang làm công việc gì? Dạ, em hiện đang kinh doanh một cửa hàng tại khu vui chơi thiếu nhi của thành phố. Em đến từ Thái Bình nhưng mà em lập nghiệp tại thành phố Bắc Linh, nơi miền quê quan họ. Em đang sinh sống và làm việc tại đây. Vậy là chắc Giáng Son có thể là hát hay lắm á, có thể hát cho mọi người nghe vài câu được không? Dạ vâng, em cũng hay xem live của anh á, cũng thấy anh hay hát về quê hương mình nhiều. Thì hôm nay lên đây thì em cũng rất muốn gửi những tình cảm yêu thương tới mọi người đang xem, cũng như cái tình cảm của em muốn dành tới những người ở nơi phương xa. Đó là bài hát Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Rồi. Muốn gửi gắm tới hay à, bài đó hay ai đó. Bài đó cũng lâu lắm rồi, ba mươi mấy năm về trước tôi đi có nghe rồi. Thì giờ mời Giáng Son ha. Dạ vâng. Tại vì đang ở cửa hàng ấy nên là em không có dụng cụ nên là em sẽ hát chai. Hát khô nhỉ. Hát chai. Có một không gian nào đó chiếu soi nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ em mơ về bên anh, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu
Dạ Hay, không, cái giọng hay thiệt. Không, Tony vâng. khen là khen khen thật luôn. Cái giọng hay, cái Vâng giọng thì á. Đúng rồi, có cái nó giọng không có nhạc. giọng trầm cũng hay mà giọng lên cao cũng rất là hay. Dạ vâng, em cũng đam mê ca hát lắm. Và mỗi lần hát là một cảm xúc thật đấy. Em có thể khóc luôn lúc này được vì là kiểu nỗi nhớ, mặc dù là chưa có ai để nhớ cả nhưng vẫn muốn gửi gắm đến tất cả mọi người ở phương xa cũng như ở chỗ đâu đó nghe được giọng hát bài hát này. Cho nên đầu tiên là Anthony có nói là mình nên tự hào về cái giọng nói đặc trưng của cái vùng miền mà mình đang ở. Ví dụ như Dạ. Giáng Son là có cái giọng hát mà rất là rõ chữ, rất là rõ Dạ. cái chữ đó. Mà Dạ. ví dụ như Anthony mà hát cái bài này thì không bao giờ rõ chữ được. Có thể là Anthony là người miền Tây, miền Nam, cho nên không bao giờ rõ chữ bằng cái người mà miền Bắc như là Giáng Son. Cho nên mình nên tự hào về cái điểm này. Có dịp mà anh Tuli về Việt Nam thì rất muốn đến miền quê quan họ, em cũng có thể hát được rất nhiều bài quan họ. Nên là rất mong được ngày giao lưu cùng với anh. À, nếu mà có cái cơ hội mà đến đó thì Tony sẽ liên hệ với Giáng Son. Rồi bây giờ Giáng Son cho mọi người biết về cái mục tiêu mà ngắn hạn và mục tiêu dài hạn như thế nào. Vâng. Mình mơ ước gì? Mục tiêu ngắn hạn của em là em làm sao mà để cho kinh doanh cửa hàng của em bây giờ ấy, thì tốt. Còn nếu mà để vào dài hạn thì em luôn mơ ước sẽ có một cái phòng trà nho nhỏ, nhưng mà không phải Việt Nam đâu nha. Em rất muốn ở bên nước ngoài đó, để nơi đó sẽ hội tụ những giới văn nghệ sĩ kiểu đơn giản thôi, đến giao lưu cùng nhau, hát cùng nhau, gọi là nghiệp dư đấy. Lúc đó em sẽ rất là vui, đó là một mơ ước từ lâu của em. Không, mơ ước đó rất là Không biết hay. là Mơ ước đó rất là vâng, hay biết chứ. là có thành hiện thực không, nhưng mà mơ ước mà thì vẫn phải mơ ước. Tại vì cho dù mình làm việc mà vất vả như thế nào thì mình cần phải có cái sự giải trí. Mà đây là cái sự Đúng giải rồi trí đấy. rất là tốt, nó thoải mái đầu óc để ngày mai mình tiếp tục một ngày mới. Dạ vâng. Rồi Giáng Son cho biết về cái Giáng Son là chưa lập gia đình đúng không? Dạ em đã lập gia đình rồi nhưng mà em ly hôn được 3 năm nay rồi. Có con như cái gì Dạ chưa. Em đang độc thân và em kiểu đam mê với công việc của mình nhiều ấy. Giáng Son là sinh năm mấy? Tôi đi quên Dạ em 94, năm 28 tuổi. 28 tuổi. Dạ vâng. Rất ít tuổi, đáng nhẽ này gọi là chú tâm lý đó nhưng mà gọi là anh cho trẻ. Rồi cảm ơn Giáng Son. Dạ. Rồi cái điểm mạnh hay là cái sở trường của Giáng Son là gì? Điểm mạnh của em là kinh doanh, nấu ăn và ca hát đó. Nhưng mà sở trường là em thích nhất là nấu ăn và chăm sóc gia đình. Đó là cái niềm em vui nhất ấy. Vậy Được chăm là sóc những người yêu thương. Và... người phụ nữ của gia đình ha. Dạ đúng rồi đấy Ồ, đây là cái điểm mạnh lắm ạ. À. Cái điểm rất là tốt, nhiều người ạ. đàn ông rất là thích. Vâng, em thích lắm. Em thích chăm sóc những người thân của mình. Rồi bây giờ cái câu hỏi mà tôi đi cho là quan trọng là Giáng Son muốn tìm một nửa yêu thương của mình với những tiêu chuẩn như thế nào? À, nói đến câu hỏi này thì em cũng muốn chia sẻ một chút, đó là ngay cái từ cái lúc mà em mới có 15 tuổi ấy, là em có một cái suy nghĩ rất chi là già dặn, mà không hiểu ra từ đâu mà em lại có cái suy nghĩ đó là em luôn ước mơ lớn lên khi trưởng thành ấy, em sẽ lập gia đình với một người có gia đình rồi vợ người ta mất hoặc là người ta ly hôn rồi á. Thật ra, trong trong tư tưởng em luôn từ lúc đấy cho đến bây giờ vẫn như thế. Thì sau khi là em 24 tuổi, em lớn lên thì em cũng rất nhiều người theo đuổi nhưng em không có thích đâu, nếu mà bằng tuổi em không có thích. Hoặc là trẻ trung mà em không có thích. Khi 24 tuổi thì em cũng có gặp một anh ấy vợ bỏ.
mà vợ bỏ hay là anh ấy bỏ vợ thì em không quan trọng. Nên là em yêu con người anh ấy. Thế là tiến tới hôn nhân thì sống với nhau được 1 năm thì em thấy nó là nó em không như thấy mình nghĩ, là anh ấy hay nghĩ vợ cũ nhiều. Em thì em luôn chăm sóc gia đình mọi thứ nhưng mà thấy kiểu cũng không hợp với người ta, cái nhu cầu người ta nó khác. Nên là bọn em sống với nhau được gần 1 năm thì bọn em chia tay, đến bây giờ là 3 năm. Nhưng đến bây giờ mặc dù đã trải qua một cuộc hôn nhân rồi, em vẫn chưa từ bỏ một cái ý định là sẽ lập sẽ kết hôn với một người đã có gia đình anh ạ. Em vẫn thích. Em nghĩ rằng những người thật ra là chia tay không phải là vì không hợp nhau hay cái gì gì, gì đó đó, có thể là cái duyên số hay gì đó. Rồi cái Em muốn đến để kiểu trao những yêu thương của mình cho người ta rồi bù đắp một cái gì đó thật, là em muốn như vậy. Người đàn ông của em là thứ nhất là phải là người lớn tuổi, chín chắn và có sự yêu thương tôn trọng. Quan trọng nhất là người đó cần em. rồi người đó là sống ở đâu được? Ví dụ sống ở Bắc Ninh, ở Quảng Bình hay là ở trong miền Tây, miền Nam, thậm chí ở nước ngoài. Giáng son là thích sống ở Đến đâu bây nhất? giờ thì thật sự trong tư tưởng và cũng như mơ ước là em luôn mong ước lấy được Việt kiều. Em không phải vì tiền bạc hay vì cái gì gì đâu, vì là bản thân em là tự lập từ bé, em có thể tự bươn trải được tất cả mọi thứ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì sao mà em chọn Việt kiều thì như cũng hay xem mọi thứ của anh á, rồi cũng như cách sống, em sống theo phong cách như người nước ngoài, em tự do thoải mái, nên là em luôn muốn là kiểu khi mà các anh sang đó rồi ấy, thì các anh có một cái tư tưởng nó khác với người Việt Nam. Thì thật sự là các anh Việt Nam nó rất thật là đã từng sống một người và đã nhìn gương rất nhiều người, em thấy nó không có những thứ mà mình mơ ước. Đặc biệt đàn ông Việt Nam mà càng kiếm ra được tiền ấy, thì người phụ nữ càng không được tôn trọng. Thật sự là như thế. Rồi thôi cái này thì Tony cũng đó là cái nhận xét riêng của mình, thì Tony tôn Đúng trọng rồi, đó là cái mỗi nhận một xét cá nhân của Giáng Son. dạ vâng, đấy là cá nhân của em. Rồi khi mà hai người mà gặp nhau lần đầu tiên thì Giáng Son thích là hẹn hò ở đâu? Trong cái lần gặp mặt đầu Thì tiên. như em nghĩ thì đàn ông ở đâu cũng cũng được anh ạ, vì là phải phụ thuộc vào người ta nữa. Môi trường người ta ở đâu, công việc người ta như thế nào, chứ không nhất thiết là phải theo ý của mình được. Ví dụ như Nên là đấy, đó chính vì cái sự mà em hay luôn nhìn vào cái suy nghĩ của người khác, nên là lúc nào cũng thế, em không hay luôn về cái suy nghĩ đó cũng rất là hay. Đó là cái người phụ nữ mà của gia đình luôn luôn là làm cho chồng con mình vui vẻ, dạ thì vâng, cái đó đúng rồi là đấy. điểm hay. Ví dụ như anh ấy thích mà hẹn hò ở quán cà phê, Vâng. mà Giáng Son thì thích hẹn hò ở quán ăn hay gì đó ở ngoài biển hay gì đó, Đúng rồi. thì Giáng Son vẫn chiều anh ta là gặp nhau ở quán cà phê. Thế là em luôn tôn trọng những quyết định của đối phương của mình. Cái nữa là em qua đây thì em muốn gửi gắm là em rất tôn trọng những anh Việt kiều đã kiểu như kiểu là sang đó để lập nghiệp mọi thứ ấy, mà quên hết đi cái hạnh phúc của mình ấy. Nên lấy vợ muộn ấy. Em rất tôn trọng những người đó, vì những người đó mới là những người đàn ông thật sự. Vì với em ấy, với suy nghĩ của em thôi, để một người đàn ông chưa thì lên lên có một sự nghiệp và nghĩ sự nghiệp nhiều hơn là gia đình, là em rất tôn trọng những người đó. Rồi nếu mà hai người mà quen nhau, hợp nhau thì thời gian bao lâu Giáng Son nghĩ sẽ tiến đến hôn nhân với người đó được? Cũng cũng như câu hỏi trước, em luôn nghĩ cho người khác. Em thì hiện tại thì đang độc thân nên
tất cả mọi thứ. Anh ý ví dụ như đối phương của em ấy, tiện lúc nào hay như thế nào đó, anh ý muốn như thế nào thì em tôn trọng hết mọi thứ theo anh ý, chứ không phải là em muốn cuối năm hay là 5 năm hay 1 năm hay 2 năm gì, em không có nhu cầu đó. Kể cả là 1 tuần hay 1 tháng hay gì đó, chỉ cần là anh ý có thời gian và như thế nào đó, quyết định mọi thứ là tất cả là ở người đấy. Trong cái thời buổi hiện tại mà Giáng Son là một người phụ nữ gọi là truyền thống luôn đó, Dạ nếu mà vâng. tính cách như là một người phụ nữ truyền thống luôn lo cho chồng cho con, đây là Đúng vậy. cái tư tưởng rất là hay. Vâng. Mà em có một cái nữa là về chuyện gia đình hay là con cái gì, thật sự đối với em chỉ quan trọng người chồng. Cái người mà sẽ sát cánh bên mình á, đầu áp tay gối bên mình, kể cả chuyện con cái cũng thế. Sau này em sẽ không có nhiều nhiệt sinh nhiều hay cái gì đâu. Em luôn muốn dành thời gian của mình cho người chồng của mình, người bạn đời của mình đó. Rồi thì nói chung là Anthony cảm ơn bạn Giáng Son đã tham gia chương trình kết nối xe duyên. Và bây Vâng. giờ Giáng Son có muốn gửi một cái lời nào trước khi mình kết thúc chương trình hôm nay? Dạ có. Em về gửi trước tiên là muốn gửi tới những người đàn ông đã trưởng thành, đã thành công, thì hãy yêu thương và trân trọng những người phụ nữ bên cạnh mình, và hãy cho những người phụ nữ có một cơ hội để cùng người ấy sát cánh cùng. Còn những người đàn ông mà chưa trưởng thành, mà chưa thành công, thì em chỉ muốn nhắn nhủ là hãy cố gắng lên, vì người phụ nữ sinh ra là để yêu thương, để bao bọc. Còn người đàn ông là phải, như người ta nói là phụ nữ sinh ra là sống trong nương nựa và đàn ông là sống trong nghèo khổ đó. Nên là dù các anh có vất vả gì đi chăng nữa thì phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho người phụ nữ. Chứ thật ra phụ nữ rất yếu đuối, đừng đừng đánh giá người ta là không làm mà đòi có ăn hay cái gì gì đó, không phải đâu. Vì với bản thân em, việc chăm sóc và yêu thương chồng con ấy, đó là quan trọng nhất. Vì sức khỏe của anh tốt, anh có hạnh phúc thì anh mới có thể là trụ cột của gia đình được. Thì đó là với suy nghĩ của em. Còn với những người phụ nữ thì em cũng nhắn gửi là hãy vui vẻ lên, sống yêu bản thân này, chăm sóc những người đàn ông của mình thật tốt. Đó là những lời của em muốn dành tới mọi người. Vâng, và cảm ơn Giáng Son. Và thưa với các bạn, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tony nhé. Nếu mà bạn cảm thấy nhận được cái sự phù hợp của mình đối với một cái người nào đó, đối với Giáng Son, thì hãy nhắn tin qua Facebook trực tiếp luôn. Và sau đó thì hai người tự tìm hiểu với nhau. Và xin cảm ơn Giáng Son và Anthony xin chúc cho Giáng Son tìm được một cái người đàn ông tốt trong những ngày sắp tới. Dạ. Em cảm ơn anh Tony. Vâng, và xin chúc cho quý vị và các bạn may mắn và bình an. Xin chào, tạm biệt. Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Chào anh Tony nha. Dạ.